Ngày xưa, ngày xưa, tại ngôi làng A Gia, có một người thợ rèn nghèo khó. Dù làm lụng vất vả quanh năm, nhưng cuộc sống của gia đình anh vẫn vô cùng túng quẫn. Anh à, nhà chúng ta chẳng còn gì để ăn nữa rồi. Để anh mang ít đồ ra chợ bán xem sao. Cả một ngày trời, người thợ rèn vẫn không bán được một món đồ nào cả. Mình thật là vô dụng. Mình còn sống trên đời này làm gì nữa đây? Chi bằng chết quách đi cho rồi. Này anh thợ rèn, anh đừng nói những lời như thế. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Bà không biết đấy thôi. Cả tuần nay, vợ tôi đã phải nhịn đói rồi. Vậy mà tôi vẫn không kiếm được chút tiền nào cả. Ta sẽ cho anh số vàng này với điều kiện anh phải trả lại cho ta thứ mà anh vẫn chưa biết là đã có nó. Thứ mà tôi chưa biết là đã có nó ư? Đúng thế. Anh có đồng ý không? Nhà mình thì có gì đáng giá đâu cơ chứ. Được, tôi đồng ý. Em ơi, anh vừa kiếm được rất nhiều vàng này. Anh kiếm được ở đâu thế? Chuyện ly kỳ lắm. Từ từ rồi anh kể. Sáng nay em đã định nói với anh, em có thai rồi. Em cứ lo là chúng ta nghĩ ngay kỳ đến con đi. Sao? Em đã có thai ư? Thứ mà anh chưa biết là đã có nó. Bà ta muốn con của ta sao? Sau đó, người vợ đã sinh được một bé gái vô cùng xinh xắn, tên là Arina. Bé gái có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Cô bé càng lớn, ba mẹ cô càng lo lắng vì lời hứa với người đàn bà năm xưa. Con bé đã 5 tuổi rồi, liệu bà ta có đến bắt con mình không anh? Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con em à. Hãy ngủ đi nhé, hai vợ chồng tội nghiệp. Từ bây giờ, con sẽ ở với ta. Người phụ nữ đưa cô bé đến một vùng đất xa xôi và nuôi dưỡng cô bé rất cẩn thận. Thời gian thấm thoát trôi qua, Arina đã trở thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Mình sẽ làm bánh táo, chắc mẹ sẽ rất thích đây. Mẹ về rồi đấy ạ. Con đang làm bánh táo, mẹ chờ con một lát nhé. Arina, ta có chuyện muốn nói với con. Arina, con đã tròn 17 tuổi rồi, đã đến lúc mẹ phải để con ra đi rồi. Sao? Mẹ muốn đuổi con đi ư? Không, chỉ là ta không thể để con ở lại đây. Con phải có cuộc sống của riêng con. Nhưng con biết đi đâu bây giờ? Hãy cứ đi theo trái tim mình con à, rồi con sẽ được hạnh phúc. Nhưng có một điều mẹ cần con hứa. Điều gì hả mẹ? Cho dù có xảy ra chuyện gì, con cũng không được nói ra con đến từ nơi này. Nếu không, mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm như thế nào hả mẹ? Mẹ sẽ bị giết chết. Thế là Arina đã rời khỏi căn nhà của người phụ nữ da đen. Ta xin lỗi đã làm nàng sợ. Ta là vua của đất nước này. Còn nàng từ đâu tới? Tôi ở xa lắm, tôi không nhớ mình đi hướng nào tới đây nữa. Vậy thì nàng định đi đâu? Ta có thể đưa nàng đến đó. Tôi cũng chưa biết nữa thưa ngài. Nhà vua nhanh chóng bị vẻ dịu dàng của Arina chinh phục. Người liền quyết định đưa nàng về hoàng cung. Dù không biết được gốc gác của Arina, nhưng nhà vua vẫn cưới nàng làm hoàng hậu. Một năm sau, nàng hạ sinh một bé trai cũng có mái tóc vàng óng ả. Và sóng gió bắt đầu ập tới. Muôn tâu hoàng thượng, trẻ em mất tích trong thành đang ngày một tăng lên ạ. Đã điều tra ra manh mối gì chưa? Chúng thần đã gấp rút điều tra, nhưng vẫn chưa có manh mối gì khả quan ạ. Thưa hoàng thượng, hoàng tử mất tích rồi. Sao? Mất tích từ khi nào? Khi thần vào phòng của hoàng hậu thì thấy hoàng tử đã mất tích. Còn hoàng hậu nằm cạnh giường của hoàng tử, trên tay và trên mặt vẫn còn dính máu ạ. Hoàng hậu Arina đúng là phù thủy độc ác, chính con mình cũng không tha. Tự nhiên hoàng thượng lại lấy một cô gái không rõ từ đâu đến. Ngay từ đầu ai cũng thấy kỳ lạ rồi. Arina, ta biết nàng không phải là thủ phạm, nhưng nàng chưa bao giờ nói cho ta biết xuất thân của mình cả. Thiếp không thể thưa hoàng thượng, nếu không giữ lời sẽ có người phải đau khổ. Đúng là lời lẽ xảo biện của phù thủy. Hãy xử tội mụ ta đi. Arina, nếu nàng không nói ra, ta bắt buộc phải xử tội nàng đấy. Thiếp không thể nói, thưa hoàng thượng. Arina cương quyết không nói. Nhà vua đành phải ra lệnh xử tội nàng, dù trong lòng vô cùng đau khổ. Dừng lại, hoàng tử đang ở đây. Ta chính là tiên trên trời, vì trót để lộ bí mật
của cõi trời nên bị đày xuống đây chịu tội. Ta phải tìm được một người chịu vì ta mà giữ bí mật đến cùng. Có như vậy ta mới được trở về trời. Là thật sao? Arjuna, con của con và của những người dân ở đây đều còn sống khỏe mạnh. Ôi, con của chúng tôi còn sống. Tạ ơn trời đất. Ta xin lỗi con nhiều lắm. Không sao đâu mẹ ạ. À, hãy trở về với ba mẹ ruột của con nhé. Họ thương nhớ con lắm đấy. Arjuna tìm về với ba mẹ ruột của mình và đón họ vào hoàng cung. Từ đó, họ có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Những đứa con bất hiếu. Này chú hai, hôm nay là hết tháng rồi, đến lượt chú mang ba về nhà chú rồi đấy. Tháng trước đến mùng 2 ba mới sang nhà anh, nên tháng này phải hết mùng 2 mới sang nhà tôi chứ. Tôi không biết ngày mai tôi sẽ đưa ba sang nhà cậu. Đó, mà ba ho suốt cả ngày lẫn đêm. Cả tháng này rồi tôi không ngủ nổi. Cứ thế này có trai tráng cũng gục, chứ chẳng riêng gì tôi đâu. Cả ơi, cho ba cốc nước. Nước đây, cả cơm đây nữa, ba dậy ăn đi. Hôm nay trông người ba không khỏe, chẳng nuốt nổi cơm đâu. Còn cho ba bát cháo. Hai hôm nữa sang nhà thằng hai, ba bảo nó nấu cháo cho mà ăn. Ba năm rồi giờ mới về làng Hạ, phải ghé thăm người bạn chí cốt ngày xưa mới được. Có ai ở nhà không? Ai đấy? Ồ, ba cháu đấy à, bác thân đây. Mà ba các cháu có nhà không? Ba cháu ở trong kia kìa, bác vào chơi đi. Ông Sinh, ông đấy ư? Kìa, ông thân. Ấy chết, ông mệt thì cứ nằm nghỉ đi. Không phải khách sáo với tôi đâu. Trời ơi, ông Sinh sao lại ra cơ sự như thế này? Là tại tôi cả. 2 năm trước, thấy mình tuổi già sức yếu, nghĩ vậy nên tôi đã đem tất cả gia sản chia hết cho 3 đứa con. Từ đấy đến giờ, những đứa con của tôi ngày càng ghẻ lạnh, không còn quan tâm đến người cha già này nữa. Ông đừng nghĩ ngợi nhiều quá làm gì, hãy tới sức khỏe. Nếu ông không chê thì qua ở với tôi. Sao tôi có thể làm phiền ông như thế được chứ? Các con tôi cũng coi ông như cha chúng trong nhà mà. Nhất định chúng sẽ chăm sóc ông. Hơn nữa, tôi còn nợ ông một món nợ rất lớn. Tôi cũng muốn trả. Ông cả nghĩ rồi, có gì to tát đâu. Bác thân về rồi à? Bác lên nhà uống chén nước đã. Thì thoảng bác ghé chơi với ba cháu nhé. Cảm ơn các cậu, tôi về đã. Có ai ở nhà không? Chẳng là về món nợ của tôi. Món nợ hôm nay tôi mang gửi cho ông, chứ tuổi già chẳng biết thác lúc nào. Không trả hết nợ cho ông, tôi lại dài dứt không nhắm mắt được. Tôi đã nói là thôi rồi mà. Ông cứ nhận cho tôi yên lòng. Lại định tranh thủ lấy lòng ba, hòng được nhiều phần hơn đây mà. Ba, ba à, để con rót cho ba chén nước. Ba mất rồi, để lại cái hòm tiền này. Theo lẽ thường tôi là cả, tôi phải được một nửa. Không được, mà ngày trước tôi chăm ba nhiều nhất, tôi phải được một nửa mới đúng. Thôi thôi, thì hãy cứ mở hòm ra xem được bao nhiêu rồi tính. Thế này là sao? Trước cha sống,
Cha rất đau khổ khi không dạy dỗ được các con đến nơi đến chốn. Nay cha thác đi, lòng còn day dứt, mong các con tu tâm dưỡng tính, sống tốt hơn để cha mẹ có thể ngậm cười nơi chính suối. Yêu thương gắn kết yêu thương. Chúc anh yêu một ngày tốt lành. Cô Bin ơi, mình đi trung tâm giải trí nhé. Con thích chơi gì nào? Chơi xe đua mẹ nhé. Được rồi, con thích gì mẹ cũng chiều hết. Cô ơi, cháu thích khu búp bê. Vi à, ngày mai cháu học piano phải không? Mai mà cháu không trả bài tốt thì ba cháu sẽ buồn lắm đấy. Mẹ ơi, cho chị Vi đi cùng đi mẹ. Con thích chị Vi. Ngốc lắm, chẳng biết gì cả. Cháu tập trung vào, tập đàn xong thì lên làm bài tập toán, nhớ chưa? Dạ. Buồn thật đấy, ước gì có mẹ ở đây, mẹ sẽ buộc tóc để mặc váy đẹp cho mình và cho mình đi siêu thị nữa. Vi ơi! Con đây ạ! Bà quên tập tài liệu nên về lấy. Cô Thùy đâu? Cô Thùy cho em Bin đi chơi rồi ạ. Thế sao con không đi? Con cũng muốn đi, nhưng cô Thùy bảo con ở nhà tập đàn. Cô Thùy lo cho con nên mới nói thế đấy. Con tập thật chăm chỉ nhé. Ba đi đã không muộn. Hai chị em chơi xong phải rửa tay đi nhé. Vi toàn dạy em mấy trò nghịch bẩn thôi. Kệ nó, trẻ con nghịch đất cát cho khỏe người. Đố chị Vi lấy lại được cặp tóc. Thôi chết rồi chị Vi ơi. Sao thế Bin? Em làm suốt xe mẹ rồi. Thôi xong rồi, ai bảo em cứ nghịch ngợm cơ. Làm thế nào đây? Ai, mẹ sẽ đánh em mất. Làm sao bây giờ? Em sợ lắm. Đâu rồi? Đứa nào nghịch son của mẹ? Nói mau. Dạ. Có chuyện gì thế em? Sao lớn tiếng thế? Em vừa mới mua thỏi này được 2 ngày, chưa dùng tí nào. Tại sao nó lại thành ra thế này chứ? Được rồi, anh sẽ mua đền em thỏi khác được chưa? Bin ra đây. Con là con trai, chắc chắn nghịch son của mẹ làm gì rồi, có phải không? Con Vi, cháu nghịch son của cô có đúng không? Em thôi đi, em làm con bé sợ đấy. Sao em phải thôi? Mẹ kế không là gì cả, có phải không? Con cái hư phải dạy chứ. Ba với cô đừng cãi nhau nữa. Là con đã làm mà. Anh nghe thấy chưa? Em nói có sai đâu. Cháu sẽ bị phạt, không được ra khỏi phòng cho đến khi cô cho phép. Cháu xin lỗi cô. Mẹ ơi, mẹ cầm lấy một cây son khác này. Không phải việc của con. Mẹ ơi, lúc sáng con nhỡ tay làm xước xe mẹ. Sợ mẹ mắng nên con lấy son của mẹ tô lên vết xước. Sao lúc nãy con không nói? Để mẹ mắng oan chị rồi. Bin ơi là Bin. Hôm nay cô Thùy giận con lắm có phải không ba? Lần sau con đừng nghịch đồ của cô nhé. Như vậy là không ngoan. Cô Thùy rất thương con, chỉ là cô hơi nghiêm khắc thôi. Con hãy hiểu cho cô nhé. Em vào có được không? Cô ơi, cháu xin lỗi cô. Lần sau cháu không như thế nữa ạ. Vi à, cô xin lỗi. Là cô đã trách lầm con rồi. Cô Bin đã nói hết cho cô biết rồi. Là sao? Em nói gì thế? Có chuyện gì hả Vi? Dạ, em Bin làm xước xe của cô nên đã lấy son để bôi lên chỗ xước. Con sợ em bị đòn cho nên. Vi ngoan,
Vì thương em Bin thế mà cô thật là... Cô xin lỗi. Mẹ ơi, mẹ cũng đừng giận con nữa nhé. Con với chị Vi sẽ ngoan mà. Bảy điều ước. Ngày xưa có hai vợ chồng bác nông dân sinh được hai người con trai. Người anh thì tham lam, lười biếng, còn người em thì thật thà, tốt bụng, chăm chỉ. Khi cha mẹ còn sống, người anh chỉ biết dựa dẫm vào cha mẹ. Khi cha mẹ qua đời, anh ta chỉ biết sống dựa dẫm vào người em. Sao anh không chịu kiếm một công việc để làm đi? Suốt ngày rượu chè thế này thì làm gì có tương lai chứ? Tương lai ư? Ở cái nhà tranh tồi tàn, nghèo túng này, anh còn mong mỏi gì đến tương lai nữa? Tương lai của chúng ta toàn màu u ám thôi. Nếu anh chăm chỉ làm lụng, kiểu gì tương lai anh cũng tươi sáng. Đằng này, anh lại suốt ngày rượu chè, cờ bạc. Được rồi, cũng may em tích cóp đủ tiền để chuộc lại căn nhà tranh này của bố mẹ. Nếu không thì chúng ta không có chỗ để mà ở nữa rồi đó. Quái lạ, sao mãi vẫn không kéo được con cá nào nhỉ? Hy vọng mẻ này sẽ được đầy cá. Hôm nay có vẻ là ngày không may mắn của mình rồi. Thôi được rồi, mình sẽ thử nốt lần này. Nếu không được nữa thì mình sẽ dừng. Ui, nặng quá. Chắc hẳn mẻ này được nhiều cá lắm đây. Nàng là ai? Sao lại ở trong vó của ta? Thiếp vốn là tiên nữ trên trời. Một hôm thiếp xuống sông tắm, chẳng may đã bị con trai vua Thủy Tề bắt làm vợ. May nhờ chàng kéo vó mà thiếp mới thoát được lên bờ. À, ra là vậy. Chàng đã cứu thiếp, và để đền ơn chàng, thiếp sẽ ban tặng cho chàng 7 điều ước. 7 điều ước? Đúng vậy. Và nếu chàng muốn cho ai điều ước, thì chàng chỉ cần đặt tay lên đầu người đó. Mỗi lần đặt tay lên đầu là một điều ước. Cô gái, nàng đâu rồi? Ôi, là thật hay là mơ đây? Dù gì thì anh cũng là anh trai của em. Anh lớn hơn em nên sẽ có rất nhiều việc phải ước. Em cho anh 4 điều ước nhé. Dạ, được thôi. Ta ước có một biệt phủ nguy nga, lộng lẫy chứa đầy vàng bạc châu báu. Ồ, là thật sao? Biệt phủ này là của ta, là điều ước của ta. Em cũng hãy về kia, ước có một biệt phủ tráng lệ như ta đi. Hai anh em ta sẽ cùng sống những ngày tháng giàu sang, ngập trong nhung lụa. Tôi chỉ mong có một ngôi nhà vững chãi để thay cho ngôi nhà đã dột nát kia. Và điều ước thứ hai là có một mảnh ruộng tốt để cày cấy. Thế này là đủ rồi. Mình sẽ vẫn tiếp tục với công việc đánh cá để kiếm sống qua ngày. Còn điều ước thứ ba, mình sẽ để dành đến lúc thật cần thiết. Sống trong cảnh giàu sang thật là sướng quá đi. Cũng may, ta đã dành điều ước thứ hai để ước hàng xóm láng giềng biến mất hết, để không ai có thể làm phiền ta nữa. Ngày trước ta nghèo khó thì không ai giúp, giờ thấy ta phát lên rồi thì liên tục đến làm phiền ta, thật là khó chịu. Nhưng sống một mình thế này mãi cũng chán. À đúng rồi, thấy các cụ hay nhắc đến chị Hằng, chú Cụi, mà mình thì chưa bao giờ được nhìn thấy họ. Nhân cơ hội này, mình ước được lên cung trăng chơi cùng họ. Đây là cung trăng ư? Kia là... Đây đích thị là chú Cụi rồi. Đúng, ta là Cụi đây. Ở nơi này mọi thứ đều khó kiếm. Anh muốn no bụng thì phải bổ củi mới có cơm để ăn. Bổ củi mới có cơm ư?
Sao tôi bổ nhiều thế này mà mãi chẳng thấy cơm đâu hả củi? Tôi bảo anh bổ cây lấy củi, chứ có bảo anh bổ củi lấy cơm đâu. Thôi, anh mài hòn đá to này ra lấy bột ăn cho đỡ đói. Mài đá ra bột. Mài đá ra bột. Ôi, chán quá. Thế này sao mà ăn được hả củi ơi? Anh ngốc thật đấy. Tôi nhờ anh mài hộ tảng đá để làm bàn cờ, chứ bột đá thì làm sao có thể ăn được. Củi lừa tôi. Thì tôi vốn là củi mà, sao lại đi tin lời củi chứ? Ở đây chán rồi, ta ước được đến xứ sở mặt trời. Ôi, nóng quá. Sao xứ sở mặt trời lại nóng thế này chứ? Thế này làm sao mà sống được? Chi bằng trở về mặt đất sống cho rồi. Nhưng mình đã ước hết rồi, làm thế nào để trở về mặt đất đây? Ôi, nóng quá. Không được, mình phải trở về. À! Anh tỉnh lại đi. Anh ơi! Không thở. Trời ơi! Anh mình chết rồi sao? Không được. Anh ơi! Anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi. Sao lại ra nông nỗi này? Ai cứu anh tôi với? Đúng rồi. Mình còn một điều ước của nàng tiên ban cho. Mình sẽ dành điều ước này cho anh. Điều ước cuối cùng. Tôi ước anh tôi được sống lại. Anh tỉnh lại rồi hả? Ôi, anh tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa chứ. Thật may là anh đã trở về. Bao ngày nay anh mất tích. Anh có biết em lo lắng cho anh lắm không? Anh xin lỗi. Cũng tại anh, do anh tham lam, lười biếng, nhưng lại muốn sống sang giàu. Suýt chút nữa đã tự hại bản thân mình rồi. Anh thật là xấu hổ. Không sao đâu anh. Anh đã trở về, đã sống lại. Chỉ cần anh bỏ rượu chè, chăm chỉ làm lụng, kiểu gì cũng có ngày hai anh em mình được sống hạnh phúc và vui vẻ. Nhất định rồi, anh hứa, từ nay anh sẽ chăm chỉ làm ăn. Cú lừa ngoạn mục. Xem ra con mèo này là khá hơn cả. Từ ngày có nó, kho thóc tuyệt nhiên không có bóng dáng con chuột nào. Ôi chao, món khoái cẩu. No quá, nghỉ tí, lát ăn tiếp vậy. Cái đồ phá hoại. Bao lâu nay ngươi luôn tìm cách phá hoại kho thóc của ông chủ phải không? Xin anh tha cho tôi. Tôi chỉ là con chuột nhất, sức nào mà phá cả kho thóc nhà ông chủ. Không có nhiều lời. Từ trước tới nay, loài chuột là kẻ thù truyền kiếp của mèo. Làm sao ta có thể tha cho ngươi được? Xin anh đừng giết tôi. Từ từ tôi có chuyện muốn thưa. Thôi được rồi, có gì ngươi cứ nói đi. Tôi thấy ngày nào ông chủ cũng cho anh ăn uống nhiều thức ăn ngon. Thức ăn thì thừa mứa, ăn không hết. Thịt của tôi thì sao mà thơm ngon như cơm nhà ông chủ được? Thì sao? Bọn mèo nhà ta sinh ra là để bắt chuột rồi. Vì thế, tôi mới mạnh dạn xin bác cho tôi một chút cơm thừa của bác. Tôi hứa không bao giờ ngó tới cái kho thóc nữa. Như vậy, bác vừa được ăn no, lại chẳng phải vất vả đuổi bắt tôi làm gì. Chúng ta vừa có đồ ăn ngon, trong khi chẳng ảnh hưởng tới ai. Bác có thể thoải mái nằm phơi nắng, không phải vất vả đuổi chúng tôi đi nữa. Nó nói cũng phải. Một chút thức ăn đổi lấy sự an nhàn thì cũng đáng. Thôi, thế cũng được. Nhưng nhà ngươi cứ liệu hồn, đừng giở trò lừa phỉnh ta. Vâng vâng, đa tạ bác. Ngoan lắm. Kho thóc dạo này không bị chuột phá, rồi ta sẽ thưởng nhiều hơn.
Tao có việc phải đi xa mấy ngày. Chỗ thức ăn này không đủ thì tự kiếm nhé. Khi nào về, tao lại thưởng cho. Sao tự dưng ông chủ lại đi vắng chứ? Đói quá. Chả bỏ bèn gì, đói quá. Hôm nay sao không có thức ăn nhỉ? Anh mèo, anh làm gì thế? Thả tôi ra chứ. Mày nói hay chưa? Miếng ngon thế này mà lại bảo tao thả đi ư? Anh mèo, sao lại thế? Chúng ta đã thỏa thuận rồi cơ mà. Đấy là thỏa thuận lúc ông chủ ở nhà. Thức ăn đề huề. Giờ tao không có thức ăn nữa thì không còn thỏa thuận gì nữa hết. Con mồi ngoan, ngoan ngoãn vào miệng ta đi. Thả ta ra, thả ta ra, đồ gian xảo. Giờ hối hận đã quá muộn rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.